Ba lùi ở nhà. Mày ổn không? Ổn, con tỉnh táo bình thường. Ba lùi đi thi hoa hậu. Những mentor training cho ba lùi của gia đình cục xúc đi thi Miss Grand Việt Nam, skill cỡ nào cũng có, dì Dung chuẩn bị up crowd. Khi dì Dung nói, các bạn sẽ là những cô gái có cá tính, những cô gái dám thể hiện mình. Dàn mentor của ba lùi kiểu, 6 từ trước công nguyên, 6 tới thời hiện đại, 6 từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn, đem chôn đầu thai của cô sáu lìa, sáu lìa. Hiện tại tiếp diễn thì cần thêm yên, hiện tại bây giờ thì cần thêm em. Hello everybody, I want to show you little research. Miss Grand Việt Nam 2022 là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả và thí sinh trên toàn quốc. Bám sát tiêu chí của ban tổ chức đưa ra, dàn thí sinh chinh chiến tại đây toàn là những nhân vật khủng từ nhan sắc đến học vấn. Trong đó có một cô gái khiến nhiều người bất ngờ, chính là ba lùi trong gia đình cục súc. Con ba lùi này đi có thể đi lùi nha, nhưng mà ý thức không bao giờ lùi à. Bức ảnh của cô lập tức thu hút gần 20.000 lượt yêu thích cùng những bình luận hài hước. Đa phần đều rất bất ngờ về việc xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp của nàng diễn viên này. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Nguyên Thảo mang đến một nguồn năng lượng mới không lẫn vào đâu được, bứt phá bản thân mình. Hãy nhìn vào những ưu điểm của bản thân, hiểu rõ bản thân để phát huy sự tự tin. Vì đối với tôi, người phụ nữ xinh đẹp là một người phụ nữ tự tin, khai phá bản thân, trau dồi để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Nhiều fan hâm mộ của cô nàng cho rằng với tính cách của cô rất hợp với tính chất cuộc thi, đồng thời ba lùi còn có dàn mentor khủng để luyện cho các skill độc đáo, để dù có đi lùi trong cuộc thi nhưng thành tích vẫn sẽ luôn tiến. Chưa kịp nhờ đến Minh Tú thì skill catwalk của ba lùi đã có BB Trần Lo. Bên cạnh những tác phẩm hài hước, anh còn được biết đến là nhân vật giả gái thành công bậc nhất showbiz. Chính vì vậy, BB Trần nhận không ít show diễn thời trang và mặc đồ nữ. Kỹ năng catwalk của anh cũng không thua kém những người mẫu thực thụ. Và với bản tính đi đến đâu cũng không tém cái nét lại được, thì BB Trần thừa khả năng giúp ba lùi catwalk đã cái lưu các fan của Miss Grand Việt Nam. Interview là một phần quan trọng của cuộc thi sắc đẹp. Và với kỹ năng ứng xử thì mấy ai qua được thánh chửi Minh Dự. Thử nghĩ xem, nếu đem cái nét này đi trả lời interview thì có nhai luôn cái mic, giám khảo chưa đặt câu hỏi, thí sinh đã có câu trả lời tổng quát. Sau khi đăng quang và ra đấu trường quốc tế thì trình độ bắn tiếng Anh là một lợi thế. Mà tiếng Anh thì đâu có gì khó với mentor Ngọc Phước. Quên cái cô Ngọc Phước là diễn viên hài đi, mà hãy gọi Ngọc Phước là giáo viên dạy tiếng Anh. Dạo một vòng trên trang TikTok của cô nàng, toàn là các tip nói tiếng Anh được chia sẻ theo cách có 102. Một điều không kém phần quan trọng chính là định hình phong cách thời trang rõ ràng. Điều này Võ Tấn Phát có thể giúp bà lùi làm stylist, đảm bảo chỉ có độc đáo và không đụng hàng bất cứ thí sinh nào trong cuộc thi. Cuối cùng, sau khi đã được training hết các skill quan trọng thì chỉ còn make up lồng lộn để chặt chém thôi. Chị nè he hải triều với lối make up chưa bao giờ làm lố sẽ chốt sổ cho dòng mentor thét ra khói lửa này của ba lùi. Người ta đi thi kiếm một huấn luyện viên kỳ cựu đã khó, đằng này ba lùi có nguyên một dàn mentor toàn thứ dữ thế đây, thì dì Dung chắc xác định up crowd cho ba lùi luôn chứ còn gì nữa. Bên dưới bình luận cũng có nhiều fan hâm mộ của cô nàng tắt tên gia đình cục xúc vào: con ba lùi này đi có thể lùi, nhưng ý thức không bao giờ lùi, support hết mình nha chế ơi. Coi bộ cameraman phải quay từ phía sau lưng vì khách quốc lùi mà, chê người ta làm khùng làm điên, giờ người ta đi thi hoa hậu đó trời. Cùng đón chờ xem ba lùi sẽ đi lùi giật crowd như thế nào tại Miss Grand Việt Nam 2022 nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.